Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Tổng trọng âm mưu đàn áp công giáo. Bài viết cho người muốn gió biên soạn qua chương trình bày. Kính thưa quý vị, vào thời điểm cuối tháng 4 của năm 2016, ngày 21 và 22 thì Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đi thăm Hà Tĩnh và khu công nghiệp Formosa. Tại cuộc thăm viếng này thì Nguyễn Phú Trọng khen ngợi tiết độ và năng suất của khu công nghiệp này. Điều đáng nói là chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng xảy ra đúng vào lúc mà dư luận đang phẫn nộ, dồn nghi vấn vào Formosa là thủ phạm đang gây ra thảm họa cá biển của bốn tỉnh miền Trung bị chết hàng loạt vì nhiễm độc do khu công nghiệp này thải ra. Trong chiều ngày 21 khi mà Nguyễn Phú Trọng đã đến thì đại diện của Formosa đã trả lời báo chí ráo khoảnh như là một người vô can. Khâu Nhân Kiệt là giám đốc an toàn vệ sinh môi trường của Formosa nói rằng hệ thống xả thải của Formosa đã được kiểm tra rất là an toàn và cá trong bương xả thải vẫn sống một cách bình thường và đề nghị cơ quan chức năng của Việt Nam sớm tìm ra nguyên nhân của việc cá biển chết này. Ông này còn nhấn mạnh không có chuyện Formosa là thủ phạm gây ra việc cá biển chết hàng loạt ở tại đây. Vào ngày 15 tháng 5 2016, thì bà con giáo dân của giáo sứ Sông Ngọc thuộc xã Hợp Thành, Nghệ An đã biểu tình đòi minh bạch lý do làm cho cá chết. Thứ trưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã phát biểu trước công luận rằng không tìm thấy một mối liên hệ nào giữa Phomosa và thảm họa cá chết. Hàng loạt các cuộc biểu tình của giáo dân của giáo phận Vinh đã diễn ra trong suốt năm 2016 và đến năm 2017. Các linh mục và đức giám mục Nguyễn Thái Hợp đều bày tỏ thái độ mong muốn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là phải giải quyết với lại Phomosa đền bù thỏa đáng cho người dân và khắc phục sự ô nhiễm biển. Trên cương vị của một kẻ có quyền lực tối cao của đảng Cộng sản, thì Nguyễn Phú Trọng đã không ý thức việc giáo dân đòi minh bạch Formosa. Có lẽ là phải đương nhiên. Y cho rằng Y đã đứng ra để tỏ ý minh vực Formosa bằng chuyến đến thăm lúc dầu sôi lửa bỏng. Thế thì mọi việc phải yên với Formosa. Bất cứ sự đòi hỏi, sự phạt Formosa nào, từ phía nào đều là xúc phạm đến quyền lực của Y. Tháng 11 của năm 2016, để chuẩn bị cho cuộc chấn áp làn sóng giáo dân biểu tình phản đối Formosa, Quân ủy Trung ương đã bổ nhiệm đại tá Hà Tân Tiến từ chỉ huy trưởng quân sự của Nghệ An lên là phó tư lệnh quân khu 4 và chủ tịch quân ủy Trung ương chính là Nguyễn Phú Trọng. Truyền hình của Nghệ An đưa tin, nghị quyết định của đại tá Hà Tân Tiến đã ngắn gọn để nhắc lại nguyên nhân và lý do việc thăng chức này. Theo đó, thì Hà Tân Tiến đã xuất sắc kết hợp với là ủy ban tỉnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh vững chắc và trên vị trí mới thành tích này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa. Hà Tân Tiến, trên cương vị là chỉ huy trưởng Nghệ An, đã nhồi sọ cho hơn 11.000 đối tượng tư và hơn 20.000 đối tượng năm trên địa bàn về cách thức phá hoại công giáo của giáo vận Vinh, qua những lớp học gọi là bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng. Các đối tượng 4 và 5 nêu trên là những đối tượng cuồng tính chế độ Cộng sản ở các cấp, xã, thôn, bao gồm các hội đoàn địa phương như là hội cựu chiến binh, hội phụ nữ vân v Sau khi Nguyễn Phú Trọng đưa Hà Tân Tiến lên làm phó tư lệnh quân khu 4, thì người ta bắt đầu thấy những đối tượng 4 và 5 kể trên đã tăng cường hoạt động, phá đám và khiêu khích những cuộc biểu tình của người giáo, của giáo phận Vinh. Và những tổ chức phụ nữ cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã trắng trợn xông vào các nhà thờ để nhục mạ linh mục và giáo dân với thái độ hung hăng và không chỉ dừng lại ở mức độ ham dọa. Những đối tượng này đã nhiều lần manh động đã dùng vũ lực để tấn công giáo dân dưới sự bảo kê của quân đội và công an cộng sản và để tăng cường cho quần chúng cùng tín cộng sản và để khuyến khích người dân vinh để chống lại những người công giáo ở đây thì nguyễn phú trọng còn ban phần thưởng cho những quan chức xuất thân từ nghệ an như là phan đình trạc nguyễn xuân thắng nhằm cổ vũ cho các quan chức tỉnh này giúp trọng để tấn công các nhà thờ ở nghệ an cùng trong tháng 10, trọng đưa cả trạc và thắng vào ban bí thư và tiếp đến, ngày 29 tháng 10 thì Nguyễn Phú Trọng về Nghệ An để chính thức vận động quan chức của tỉnh này bước vào chiến dịch lớn là đánh phá Cộng giáo Việt. Và để hỗ trợ cho chủ đích của Nguyễn Phú Trọng thì các đối tượng 4 và 5 trong chính sách an ninh quốc phòng đã được Hà tầng tiến chỉ đạo đã gọi đồng bọn ở các nơi về phô Trương và gây thanh thế, uy hiếp giáo dân và biểu dương sức mạnh quần chúng cùng tính hậu thuận cho Nguyễn Phú Trọng. Không có gì ngạc nhiên khi mà cùng ngày tại Nghệ An, tại trên tỉnh thì Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh quân đội của khu 4 là phải chú ý mục tiêu quan trọng là chống diễn biến hòa bình và bạo loạn trên địa bàn. Trong khi đó, ở dưới hàng trăm dư luận viên cờ đỏ cũng đã tụ tập dưới khẩu hiệu vì an ninh quốc phòng để lăng nhục và xúc phạm các chức sắc công giáo trên địa bàn Nghệ An. Nguyễn Phú Trọng đã dùng quân ủy trung ương, bộ chính trị để mà điều động những tên tay sai cùng tính, bổ sung vào các chức vụ quan trọng nhằm mở một cuộc tấn công quy mô và bài bản vào công giáo Vinh. Và những bước thực hiện âm mưu này của Trọng rất kỹ lưỡng và có toan tính thâm hiểm. Trọng làm điều đó là sự trả thù đế hèn bởi vì những giáo dân đã coi thường Trọng khi mà phản đối Phong Bồ Sa mà Trọng bao che. Tuy nhiên còn sâu hơn là về tư tưởng ý thức hệ cuồng tín giáo điều chủ nghĩa Cộng sản của Nguyễn Phú Trọng. Dù không có phản đối Phong Bồ Sa thì công giáo vẫn là một kẻ thù của y. Và những hành động và toan tính thâm độc của Nguyễn Phú Trọng khi mà dùng các hồng vệ binh để kết hợp với lại quân đội không khác gì Mao Trạch Đông đã làm trước kia và Tập Cận Bình bây giờ mang những điều đó áp dụng vào Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng cho những vụ đàn áp khủng bố mang màu sắc cách mạng văn hóa. Chủ trương tấn công vào công giáo Vinh của Nguyễn Phú Trọng dưới chương bài ổn định chính trị, an ninh quốc phòng thực ra chỉ là thỏa mãn những đố kỵ hẹp hòi về ảnh hưởng của Cộng sản với tôn giáo. Nhưng ở bối cảnh Việt Nam, nó còn có một mục đích khác đó là làm hài lòng những ông chủ của chế độ Cộng sản bên kỳ biên giới phía Bắc hẳn Trung Cộng rất hài lòng khi mà thấy Nguyễn Phú Trọng ráo riết tấn công tôn giáo như vậy. Hãy xem Nguyễn Phú Trọng nói gì trước quân khu 4 vào ngày 29 tháng 10 tại Nghệ An. Tổng bí thư đặc biệt lưu ý, đảng bộ quân khu 4 thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần cảnh giác, cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ và âm mưu, phi chính trị, hóa quân đội của các thế lực thù địch, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm tốt công việc dân vận và tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân và góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và tuyên bố của đám dư luận viên cờ đỏ cùng ngày cùng trên đất Nghệ An. Và thưa quý vị, tất cả mọi bằng chứng đều rõ ràng về các sự liên đới từ Nguyễn Phú Trọng đến đám dư luận viên cờ đỏ. Một chiến dịch tấn công bôi nhọ và đàn áp vũ lực vào công giáo đang được tiến hành bởi Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, ai nói cả nham hiểm và thủ đoạn độc ác này là hiền lành, gần dân và là minh quân. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Tổng trọng âm mưu đàn áp công giáo, bài viết cho người buôn gió biên soạn quan chương trình bày cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và phần bình luận lần tới